Wow, bạn đã nhấp vào video này và có thể rất là nhiều người dislike hoặc là thậm chí chửi về tất cả những video của mình. Mình thật sự không ghét Lâm Vlog. Mình chỉ muốn xem có bao nhiêu người sẽ nhấp vào video này khi mình đặt tiêu đề như vậy. Mình còn không biết đặt tiêu đề như thế nào, nhưng mình nghĩ nó sẽ liên quan gì đó tới Lâm Vlog. Mình chỉ muốn xem thử nghiệm thử liệu có dễ dàng đạt được những lượt xem bằng cách này không. Vì mình đã xem rất là nhiều video với hàng trăm nghìn lượt xem nói về Lâm Vlog, và họ chỉ cần nói những điều đó và sau đó họ đã được rất nhiều lượt xem, và họ đã thu hút được rất nhiều lượt đăng ký từ những điều nói tào lao về Lâm Vlog. Và mình không muốn nói nhiều về anh ấy vì thực sự những video của anh ấy rất là hay, rất là thú vị và mình đã xem rất là nhiều. Mình chỉ muốn xem thử video này có nhiều lượt xem hay không và có bao nhiêu người sẽ nhấp vào và quan tâm đến nó. Khi mình đặt một tiêu đề đáng ghét dành cho Lâm Vlog, và thật sự mình chỉ muốn xem thử đạt được những lượt view trên YouTube nó có dễ dàng hay không. Thật ra mình cũng hay xem Lâm Vlog và mình thấy những video liên quan đến Lâm Vlog rất là nhiều view luôn. Và bây giờ mình sẽ thử làm thử để xem nó có nhiều view hay không. Và những video nó tào lao đó nó đã đạt hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu view luôn. Và cái mic của mình nó khá là không ổn, cho nên là mình có thể mình sẽ dừng clip sớm thôi khi mà thu âm nó không được tốt cho lắm đó. Mình cũng không biết nên thử nghiệm như thế nào nữa, mà không biết nên thử nghiệm như thế nào quá đáng hay không. Ok, và một lần nữa cảm ơn các bạn đã nhắm vào video này để xem. Và mình sẽ kết thúc video này bằng một cách khá lăng xẹt. Xin chào và hẹn gặp lại.